Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Đối với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động quý bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết rồi, ở Mitsubishi Xpander nó có những phiên bản là Xpander thường số sàn, và có phiên bản Xpander Premium là phiên bản full đồ số tự động, và một cái phiên bản đặc biệt nữa là phiên bản Xpander Cross. Đây ạ, ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý bạn ạ, phiên bản Xpander Cross là phiên bản đầy đủ đồ đó các bạn nhé. Đầy đủ từ Border Kit này, Border Kit quanh xe này, camera 360 này, phanh tay điện tử này. Đấy, rất là nhiều đồ. Phiên bản này là phiên bản Cross, phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất rồi các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2022, nhập khẩu về Việt Nam là 2023, đăng ký tháng 6 năm 2023, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi. Đồng hồ này chúng tôi cam kết với quý bạn là không tua nhá, vì chiếc xe này còn bảo hành dài tại hãng. Chúng tôi không tua, vì tua đồng hồ hãng từ chối bảo hành ngay các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này.